sĩ chuyên nghiệp đó anh. Em mà nói tiếng em sẽ không quên của anh đâu anh Sơn. Anh cấm đợt lâu quá, anh em thử xử luôn. Ai đang đi trên bờ? Trời đất ơi, mày ca đâu dưới lòng đất vậy, ca cao lên coi. Dạ dạ. Ai đang đi trên bờ? Còn tụt xuống nữa à. Tập biết bao nhiêu lần rồi mà ca hoài không được là sao? Sơn ơi, rải đờn ơi, ca cho nó mẫu cho nó một lần nè. Làm nhạc sĩ á, cái quan trọng nhất á là mình phải cảm âm và cho nó chính xác cái tông, nghe chưa? Dạ. Rải sao ơi. Ai đang đi trên đường đây? 2, 3. Ai đang đi? Khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Mày lúc này mày đờn dở lắm nghe Sơn. Người ta thích hát nhạc trẻ mà suốt ngày bắt hát nhạc nó không mà không có ca được. Anh Sơn, đơn nhạc trẻ. Nhạc giới hay là hay sao? Nhạc
chế là mình nói về được cái tệ nạn xã hội bây giờ. Có nghĩa là ý mày nói là nhạc chế là có thể nói liền được những cái tin nóng thời sự đúng không? Thì đó. Nhưng mà nhạc chế có cái sai nha. Sao anh? Đem sửa lời bài hát người ta là không được nha. Dạ. Mày xin phép người ta chưa? Em có xin mà người ta chưa chị. Trời đất ơi, cái này không được à, nói gì nào nói vậy à. Dạ. Còn một cái nữa, gia đình mày là gốc cải lương, mày tại sao mà không biết hát cải lương? Trời đất ơi, cải lương ca được mà. Được không? Trời ơi, mùng nó biết hát cải lương mà. Mày biết hát, mày hát thử được nghe. Trời ơi, cái dễ quá. Ca lương câu á. Em búp lên. Rồi làm liền. Dạ. Anh đếm 1 2 3 là vô ha. Dạ. Ngon lành nha. Ok. 1 2 3. Sao không có chữ vô? Hồi nãy nói 1 2 3 vô đó. Vô. Rồi 1, 2, 3 đâu? Trời ơi anh Nam ơi, nãy nói 1, 2, 3 vô đó. Anh hiểu cái lý do gì em ghét nó chưa? Tao cũng sắp ghét nó rồi đó. Mày qua mày đếm cho anh hát đi. Khó khăn quá. Hát cho bạn được nha. Dạ. 1, 2, 3. Vô đi ông nậu. Cả đi. Nãy đâu có ông nội. Mày dư chữ không có được. Mày bỏ cái chữ ông nội đi. Thằng này nó khó lắm. 1, 2, 3 thì vô thôi. Mệt mỏi. 1, 2, 3, vô. Rồi, không có ông nội nha. Mày nhảy vô cái chỗ đó làm chi? Cái hơi người ta đang hát mày nhảy vô đó làm chi? Em phải nói cho nó biết chứ. Mệt quá. 1, 2, 3, vô. Hết hơn. Hồi nãy em có hứng như vậy em hết hơn. Sao xạo không biết hát? Mày không biết hát. Chắc chắn là mày không biết hát. Hát một câu cho nó nghe. Hát cho nó sợ. Anh đếm đi em hát cho nó nghe. 1, 2, 3 là mày vô liền nha. Rồi. 1, 2, 3, vô. Không hát không nổi. Mày vô liền nghe đâu. Anh mới nói là 1, 2, 3 là mày vô liền nghe. Sợ hai đều quá. Thôi khỏi đi, để anh tự em đếm anh hát. Mình tự đếm anh hát đi. Để em đếm nha. Thôi để em đếm nha. Lẹ đi. 1, 2, 3, vô. Em ơi anh vẫn biết rằng em rất khổ đau, nên khi nhìn em lệ đào tuôn chảy. Nhưng anh biết phải làm sao trước tình cảnh trái ngang, phải đành cam chịu ngậm bao đau thương. Mà thời gian qua lòng anh thương nhớ biết bao giờ quên kỷ niệm xưa. Nhưng chẳng ngậm nào mình bên nhau, tay trong tay anh vẫn yêu. Nhưng anh vẫn sống với cạnh em và kỷ niệm em đẹp. Trời ơi, công nhận nha. Người mày ngắn mà hơi không ngắn. Mày lấy oxy đâu mà giữ cái gì trời. Hay á. Anh nói em hát dài được rồi, anh bỏ cái vụ người ngắn được không? Rồi, rồi, rồi. À, thấy chưa? Tao nói làm gì làm truyền thống dẫn hơn, hiểu không? Dạ. Nhưng mà hai anh em mày đừng có bao giờ cãi lộn. Tao là chứng kiến hai anh em mày lớn lên nè. Bọn mày lớn lên bằng cái gì? Tao nuôi với ai nuôi? Cái nuôi gì? Nào? Anh nuôi nào? Anh nuôi nào? Ba mẹ mày hay nhờ tao đi mua sữa giùm. Trời ơi. Thì cũng giống như tao nuôi bọn mày rồi. Đó là chưa kể nha, hàng đêm bọn mày nghe những câu chuyện cổ tích của tao mà bọn mày lớn lên. Anh Nam, nhắc cái chuyện cổ tích này em riêng anh đó. Em riêng anh đó. Nhớ rồi, hồi xưa là anh chuyên kể về chuyện cổ tích. Đó. Chứ đó. Không mấy giờ Nam kể nghe được không? Khoái à, khoái cơ. Em ghê. Ôn lại kỷ niệm cũ thôi. Dạ. Rồi, muốn kể con gì? Em muốn nghe con sự tích con chó. Con chó đó. Dạ. Tại một ngôi làng nọ bỗng xuất hiện một con vật lạ. Lúc đó mọi người không hề biết đó là con gì. Tự nhiên nó kêu lên 3 tiếng gâu gâu gâu. Từ đó người ta biết đó là con chó. Lâu quá ôn lại kỷ niệm con gì? Anh kể cho em nghe sự tích con gà. Tại một ngôi làng nọ bỗng xuất hiện một con vật lạ. Lúc đó mọi người không hề biết đó là con gì. Tự nhiên nó kêu lên 3 tiếng đi không ăn. Từ đó người ta biết đó là con gà. Con gà gì? Gà móng đỏ. Trời ơi, không phải, em muốn nghe cái con gà kia kìa. Gà kia là gà gì? Con gà trống á. Con gà nồi.
Ăn gà hả? Dạ. Gà có hai cánh đó hả? Đúng vậy. Tự nhiên nó kêu lên ba tiếng ồ ồ ồ. Từ đó người ta biết đó là con gà. Con gì? Anh con bạch tuộc. Bạch tuộc. Tại một ngôi làng nọ bỗng xuất hiện một con vật lạ. Lúc đó mọi người không hề biết đó là con gì. Tự nhiên nó kêu lên ba tiếng. Tao không nuôi nó rồi đó. Con gì, con gì, con gì, con gì? Con trùng. Tự nhiên nó tao dí mày chạy. Tại sao mày không kiếm con gì kêu được tao mới kể được. Con bạch tuộc nó kêu được nhanh nào. Kêu được sao? Nó kêu tuộc, tuộc, tuộc. Anh thấy chưa? Giỡn mặt cái, giỡn mặt cái tao á. Anh thấy chưa? Em ghét nó đúng hay sai? Cuộc đời á, con mày mới thừa biết là không ai rành về thú mà tao hết. Cái gì? Anh nói rành về thú hả? Ừ đúng rồi. Em đố anh một câu về thú nè. Mày đố gì? Em đố anh nha. Rồi. Trong một cái ngày làm đám tiệc á, có người dẫn con heo tới tính mần thịt để đãi tiệc. Rồi. Rồi có người thì dẫn con chó tới tính mần thịt đãi tiệc. Rồi. Con heo nó nhìn con chó nó suy nghĩ mần thịt mình hay mần thịt con chó. Rồi. Con chó nó nhìn con heo nó cũng suy nghĩ mần thịt mình hay mần thịt con heo. À. Em đố anh, mần thịt con nào? Con heo. Tại sao mần thịt heo? Người Việt Nam là lúc nào cũng làm thịt con heo. Phải con heo không? Chắc chắn con heo. Như vậy câu trả lời cuối cùng của anh là gì? Con heo. Hay quá nha ơi. Anh suy nghĩ như con chó. Thương quá. Tôi qua đây tôi bệnh mày. Anh bệnh em nào? Hồi nãy giờ bệnh mày. Anh khen nó, anh khen em. Rốt cuộc anh đứng hàng hai, anh có binh nào đâu. Không phải là hàng hai nhưng mà cái nào cũng có cái hay hết trơn á, hiểu không? Hay đâu được, nhạc chế mà hay cái gì. Trời đất ơi, bây giờ vậy đi, vậy đi nha, nha. Bây giờ nè, ra đây. Tao tính vậy nè, hai anh em mày á, chơi cái trò này với tao một lần đi. Chơi gì? Mà hứa nha, chơi xong là không bao giờ cãi lộn nữa nha. Anh mày, anh đang muốn chơi cái gì? Bây giờ chơi vậy, cái đầu của hai đứa mày là cái đích của tao. Đó. Cái gì kỳ vậy? Cái này cãi lộn tới ba đứa luôn á, chứ không phải hai đâu. Không, phải. Đây nè, thí dụ nha. Thí dụ tao hát thành phố buồn nhớ không em mà tao ngưng ngay chữ em á, là phải lấy chữ em đó để nối qua một bài hát khác. Mà mày là phải là nhạc truyền thống nha. Trời ơi, tưởng cái gì, anh nói cái đó là dễ hiểu rồi. Rồi, còn thằng này nha, nếu mà vô từ mày là mày hát nhạc chế á. Nhưng mà nhạc chế là phải có chủ đề đàng hoàng nha. Dạ rồi. Rồi chơi hát. Ok. Bây giờ anh hát trước. Kêu bằng nhạc ra đây hát, có bằng nhạc luôn. Phải có bằng nhạc mới hát có được. Có luôn anh. Trời ơi. Đúng rồi, Dũng ơi, ra đây. Rồi. Đánh nhạc để cho anh biết. Rồi, muốn có bằng nhạc luôn. Mày hát trước đi. Ai? Lý nha. Em hát trước hả? Mày hát trước. Mày muốn hát cái gì mày hát. Biết sao chủ đề là lý cho tao. Dạ rồi. Lý gì? Mày muốn hát gì mày hát. Gió xuân bay về Cà Mau. Ok, quý dân điệp luôn. Nước sông lưng là bóng cằm, quãng đường về hương. Coi chừng nó ngưng chữ hương nè. Mong phải ngưng nghe gì nó mới không biết. Mong hỏi, chữ mong. Mong, nhạc chế có chủ đề. Vì ngày xưa quen
sĩ, tao sĩ tao, tao mới tính nghe nè. Nhưng mà thật ra những cái này không có phân chia được, mày hiểu không? Mỗi loại nhạc đó nó đều có một cái loại nhạc, nó đều có một cái thể loại hay của người ta. Nhưng mà này là cái ông bà. Bây giờ cái mà đáng nói là bữa nay tao chú ý hai anh em mày nè, khuyết điểm trầm trọng nè. Khuyết điểm gì? Mày á là anh, mày đi theo chuyên nghiệp lâu rồi. Mày đi mày diễn với anh Tấn Beo này cái bao nhiêu lâu rồi mà về không biết chỉ nó. Em chỉ nó có nghe đâu. Nó không biết diễn. Trời đất ơi, em diễn từ nãy giờ đó. Mày cũng không biết diễn luôn. Em vậy mà không biết diễn hả? Hát là mình phải diễn từng câu từng chữ, hiểu không? À, ý anh muốn diễn chi tiết không? Đúng, đúng rồi, rồi, bọn mày thiếu cái đó. Bây giờ kêu ai hát đem diễn cho anh coi. Được không? Kêu ai hát đi. Chắc không, chắc không, chắc không. Tao hát, tao hát, tao hát, tao hát. Trời ơi, anh hát. Tao hát. Đứng xa ra, diễn giống anh nha. Dạ. Định diễn sao để đừng để cho người ta cười gia đình mình. Đứng gia đình mình là con nhà nòi mà. Hai ông nội đứng xa ra. Dạ rồi. Hát đi. Tuôn ra kia luôn. Ra đây luôn nè. Tuôn luôn. Rồi, tao qua tới bên này. Hát là phải diễn đúng từng câu từng chữ nha. Anh hát đi. Nhạc đi. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã qua. Một mối tình